Phạm Băng Băng, nữ hoàng Kenneth biến thành bà thím, mặc đồ nhăn nhúm đứng trên sân khấu ao làng. Sau lệnh phong sát 3 năm trước vì scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng nhiều lần muốn trở lại showbiz nhưng vẫn vô cùng chật vật. Mới đây, Phạm gia xuất hiện trong một sự kiện thời trang và khiến netizen không khỏi sốc nặng. Tuy nữ hoàng thảm đỏ vẫn giữ được nhan sắc của mỹ nhân hàng đầu showbiz hoa ngữ một thời, nhưng tạo hình của cô nàng lại bị đánh giá là quê mùa rẻ tiền. Dù luôn gây ra tranh cãi về khả năng diễn xuất, nhưng chẳng có ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Phạm Băng Băng khi cô từng nhiều năm liên tiếp trở thành ngôi sao quyền lực nhất showbiz và có mức thu nhập khổng lồ. Trước đây mỗi lần xuất hiện, Phạm Băng Băng luôn diện những trang phục từ các thương hiệu đình đám nhất thế giới như Elias Sharp, Louis Vuitton và chiếm trọn spotlight với danh hiệu nữ hoàng thảm đỏ. Ấy vậy mà giờ đây, Phạm Băng Băng phải đứng trên sân khấu nhỏ hẹp và mặc trang phục từ thương hiệu ít tên tuổi, thậm chí bộ quần áo còn nhăn nhúm và có nhiều nếp gấp. Không ai nghĩ Phạm Băng Băng cũng có ngày thảm hại như vậy. Sau lệnh phong sát 3 năm trước, địa vị của cô ở làng giải trí đã thay đổi hoàn toàn. Vào năm 2018, showbiz hoa ngữ chấn động trước thông tin Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế và phải nộp phạt khoản tiền lên đến 883 triệu tệ, khoảng 3.000 tỷ đồng. Sau scandal động trời này, Phạm Băng Băng cố gắng để trở lại showbiz nhưng không được vì công chúng vẫn quyết liệt tẩy chay nữ diễn viên. Không ít netizen cho rằng Phạm Băng Băng hiện tại không còn đường nào trở lại showbiz cũng như lấy lại ngôi vương được nữa. Điển hình như việc tài khoản TikTok của Phạm Băng Băng chỉ có khoảng 1 triệu người theo dõi, các clip chỉ có tương tác khoảng từ 22 đến 67 ngàn view, cao nhất được 1,1 triệu view. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Phạm Băng Băng thua kém rất xa so với các ca sĩ, diễn viên đang hot hiện tại. Tại lễ trao giải Hoa Đỉnh năm 2020, Phạm Băng Băng ban đầu được mời với tư cách là khách mời đặc biệt để trao giải cho những người chiến thắng. Tuy nhiên, khi buổi lễ được diễn ra nửa chừng, ban tổ chức đột nhiên thông báo với Phạm Băng Băng, nói rằng do thay đổi đột xuất nên cô không thể tiếp tục làm khách mời trao giải, Phạm Băng Băng buộc lòng phải rời đi. Sau khi biết tin, Phạm Băng Băng tỏ vẻ khó chịu, phải ra về cùng ekip cùng sự tức giận và xấu hổ. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến sự việc này chưa được chia sẻ, nhưng nhiều netizen vẫn cho rằng nó có liên quan đến scandal trốn thuế của cô. Giờ đây khi tham gia sự kiện, Phạm Băng Băng chỉ được ngồi cùng với các ngôi sao kém danh tiếng hoặc hot girl mạng. Showbiz thay đổi quá nhanh với nhiều gương mặt mới, cái tên Phạm Băng Băng bị lãng quên một cách nhanh chóng. Theo một số nguồn tin, để trở lại làng giải trí, Phạm Băng Băng phải cậy nhờ đến một quý bà thượng lưu. Cô liên tục xuất hiện tại các buổi tụ tập với những người phụ nữ giàu có, quyền lực trong làng giải trí. Để lấy lại độ hot, Phạm Băng Băng sẵn sàng nhờ cậy đến các hot girl mạng. Nhiều netizen cho rằng Phạm Băng Băng không còn đẹp như xưa. Nếu như trước đây cô còn có thần thái, khí chất, sẵn sàng tuyên bố tôi là đại gia của chính mình, thì ngày nay nàng võ mỹ nương trở nên mất tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, nữ diễn viên họ Phạm còn bị đồn mang thai với đại gia 71 tuổi vì vòng hai lớn bất thường. Tuy nhiên, đối diện với những tin đồn thất thiệt trên, ekip của Phạm Băng Băng nhiều lần đưa ra phản hồi phủ nhận. Thực chất, Phạm Băng Băng rất thích ăn uống, vóc dáng lại dễ tăng cân. Nhiều lần nữ diễn viên gây tranh cãi vì để lộ body của vòng hai lớn. Mặc dù vậy, sau khi chia tay với Lý Thần, Phạm Băng Băng chưa từng chia sẻ và công khai hẹn hò với người mới. Có lẽ dân tình nên chờ đợi phản hồi chính thức từ nữ diễn viên thay vì những tin đồn chưa rõ đúng sai.